Doanh vừa tròn 24 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. 24 tuổi, cái tuổi mà người ta bắt đầu thực hiện những đam mê và hoài bão. Nhưng, có một tai nạn lao động thảm khốc bất ngờ ập xuống, đẩy Doanh vào nghiệt ngã đến tận cùng của sự sống. Một 120 ngày đối mặt với thần chết, chống chọi với những cơn đau. Liệu rằng chàng trai trẻ ấy có vượt qua được lằn ranh sinh tử để trở về với tuổi trẻ, với gia đình hay không? Cũng như bao người trẻ, sau khi tốt nghiệp đại học, Doanh xin vào làm trong công ty chế biến cà phê ở Đồng Nai. Từ khi vào, Doanh đã thử làm ở nhiều bộ phận khác nhau. Cuối cùng, anh xin ở lại khâu đấu trộn. Như thường lệ, vào lúc 9 giờ kém 15 phút, toàn bộ công nhân trong nhà máy đã được nghỉ giải lao. Sau 30 phút, mọi người trở về vị trí sản xuất để về được khu đấu trộn. Doanh phải đi qua khu nghiền. Tất cả các máy nghiền đều đang hoạt động với công suất rất lớn. Chỉ trong vài giây, hàng chục kg cà phê đã được nghiền nát tươm. Với hệ thống máy móc hoạt động liên hồi, chỉ một chút sơ sẩy, tai nạn có thể xảy ra. Thật không may, Doanh bị kẹt lại ở máy nghiền. Đấy là em chỉ đi ngang qua thôi chứ đấy, bồn cũng không phải là bộ phận của em làm. Em đi ngang qua đấy thôi, cũng không hiểu sao chân mình nghe nó rớt vào đấy. Chân mình bước mà cũng không có một cảm giác gì. Lúc bắt đầu thụt chân xuống rồi mới có cảm giác là mới biết được là mình rơi chân vào trong cái bồn đấy. Em vừa mới rớt chân xuống thì em la lên thì mấy người ở gần đấy thì cũng la lên, xong rồi có người chạy xuống tắt máy. Tắt máy thì nó đã kéo được hết cái máy, nó kéo được hết cái chân của em vào trong đấy rồi. Xong rồi lúc đấy em vẫn còn tỉnh, mà lúc lôi được người ra thì còn lò cò mấy cái, xong rồi ngất xỉu luôn chứ không biết cái gì nữa. Alo, tổng đài cho hỏi đường gần nhất về tới bệnh viện Đồng Nai được không? Ở đây có một tên tai nạn khủng khiếp, nguy kịch lắm. Chỉ trong tích tắc, nửa thân dưới của Doanh đã bị nghiền nát. Một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra. Không thể chậm trễ, công nhân trong nhà máy bắt taxi đưa Doanh vào viện. Quãng đường từ nhà máy đến bệnh viện như dài vô kể. Phòng cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân, tất cả đều hốt hoảng vì tình trạng rất nguy kịch. Chuyên khoa cấp cứu đã tập trung tất cả y bác sĩ để kiểm tra, băng bó, sơ cứu, lập hồ sơ bệnh án một cách nhanh nhất để kịp đưa Doanh vào phòng mổ. Hôm đó ngày thứ năm, 22 tháng 8 năm 2013, thì không phải là ngày tôi trực, tôi làm việc ở phía trong. Thì ở ngoài cấp cứu nhận cái ca này, thì tất cả mọi người đều rất là bàng hoàng. Thì lúc tôi ra thì tôi thấy một cái cảnh tượng hại hùng. Trong cái suốt cái cuộc đời mà hành nghề y của tôi cho tới hôm nay là 35 năm rồi, thì tôi chưa có gặp một cái trường hợp nào như vậy rồi. Nó không còn là một cơ thể sống nữa. Tất cả những cái gì, nghĩa là trong ruột đã được đưa ra ngoài. Không ngờ nó lại nặng như vậy. Thấy toang hoác mà. Thấy cái mất một chân rồi mà thấy cái ấy nó toang hoác lại này. Nó hốc như kiểu mình cắt một cái đùi gà đi, nó hốc cái phần xương, cái bụng gà nó hở ra. Nghĩ 100% là nó chết chứ không phải nói đến 99% nữa, mà nói 100% nó chết. Sau 30 phút sơ cứu, bệnh nhân Doanh đã được đưa vào phòng mổ. Đến lúc này vẫn chưa tìm thấy chỗ chảy máu để cầm, nên máu vẫn tuôn ra, khiến bệnh nhân choáng, lúc tỉnh, lúc mê. Cái chết như nằm chắc trong tay chàng thanh niên này. Mắt không nhìn thấy cái gì hết. Nói chung mắt mở ra nhưng mà mắt thì tối đen lại. Lại không phán đoán, là không nhìn được cái gì.
Lúc đấy đầu biết, lúc đấy cũng chỉ nghĩ là mình không sống được nữa thôi. Thì tôi đến thì nó vẫn mở mắt, tôi bảo tôi cố gắng lên con, có bố mẹ ở đây rồi. Thì lúc đó là tôi vừa nói vừa khóc, không thể giữ được bình tĩnh rồi. 35 năm làm nghề, là một trong những bác sĩ có thâm niên và kinh nghiệm nhất ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Nhưng với bác sĩ Ngô Đức Đệ thì đây là ca mổ đặc biệt. Toàn bộ chân trái và nửa phần mông đã mất, vùng bụng vỡ toát, ruột từ khoang bụng chảy ra ngoài, máu chảy xối xả. Những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đều được triệu tập để chuẩn bị cho một cuộc đại phẫu thuật. Cuộc chiến đầy cam go giữa 30 con người khoác áo blue để giành lấy sự sống cho bệnh nhân. Lúc đầu mình chỉ nhìn thấy là mất cái chân, mất cái bộ phận sinh dục thôi. Nhưng mà khi vào mở ra thì mình thấy là cái xương chậu ở bên phía bên chân trái mất luôn, mất hoàn toàn, mất vì máy nó cuốn. Và toàn bộ ruột, ruột nó sổ ra ngoài hết, cái hậu môn cũng không còn. Trong y văn, với tình trạng máu chảy ra quá nhiều, xương chậu bị mất, bộ phận sinh dục mất, bàng quang vỡ, khả năng cứu sống gần như bằng không. Hy vọng sống rất mong manh. Nhưng với nỗ lực, ý chí, quyết tâm từ y bác sĩ, cũng như nghị lực từ phía bệnh nhân, ca mổ thực hiện. Không tìm thấy chỗ chảy máu, máu vẫn tiếp tục chảy, buộc các bác sĩ phải khâu ép vết thương lại, đồng thời đặt những đường truyền tĩnh mạch trung tâm. Lượng máu truyền lớn nhất từ trước đến nay trong bệnh viện. Cả cái mạch máu lớn thì cột cầm máu lại, cột cầm máu lại. Nhờ một phần may mắn là cái mảng da ở phía mặt sau, phía mông á, thì nó còn. Do đó chúng tôi là cuộn ra phía trước để chúng tôi che lại cái sàn chậu, lại cái ca này. Kiểm tra ở bên trong nữa thì tôi thấy là cái xương chậu ở bên chân phải cũng gãy, gãy xương chậu ở bên phải và vỡ luôn cái ổ khớp của cái khớp chậu, ổ khớp chậu của xương đùi. Thì chúng tôi cũng cố gắng làm sạch và giữ nguyên cái chân để bệnh nhân cho nó lành. Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, không khí căng thẳng đang hiện hữu trong phẫu trường. Trong quá trình mổ, hai lần tim bệnh nhân ngừng đập, tất cả như chấm hết. Nhưng với kinh nghiệm 35 năm khoác áo blue, bác sĩ Ngô Đức Đệ cùng các cộng sự của mình đã lấy lại nhịp tim cho bệnh nhân. Ca mổ vẫn tiếp tục được tiến hành, nếu chậm trễ sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân. Sau 2 giờ đồng hồ, ca mổ kết thúc, nhưng sự sống vẫn còn rất mong manh. Nhìn ở trên cái monitor thì thấy là có cái biểu hiện đó, ngưng tim. Và bác sĩ gây mê, họ phải nhồi tim lại, tôi phải ngưng mổ. Họ nhồi tim, họ tiếp tục là tiêm thuốc hồi sinh cho tim đập lại thì chúng tôi mới mổ tiếp được. Ngay cả trong lúc mà mổ xong, tôi cũng nghĩ là có thể em cũng không qua khỏi. Cơn nguy kịch tiếp tục ập đến. Những mô hoại tử trong cơ thể bị nhiễm trùng bắt đầu phóng thính gây sốt, hôn mê, suy thận, suy gan. Một lần nữa, sự sống của bệnh nhân nằm cận kề dưới lưỡi hái tử thần. Tràn dịch ở màng phổi ở hai bên, có cả tràn dịch màng tim nhưng mà ít. Đây là những cái rối loạn về hô hấp, về tuần hoàn và chèn ép ở hô hấp, làm cho bệnh nhân cái tình trạng khó thở sẽ ngày càng nặng hơn, xấu hơn. Cái suy tuần hoàn, suy hô hấp nó càng nặng hơn và chắc chắn là bệnh nhân sẽ tử vong. Người này thì kêu điều dưỡng dùng thuốc này rồi dùng cái kim luồng kia vân vân. Tôi cũng đứng kế bên đó để nhìn tập thể anh em mình ráng cứu sống anh Danh. Và thật sự mà nói, một lần nữa tôi không nghĩ là anh Danh qua được. Tôi nghĩ là chắc chắn là nó chết. Tôi nói với cả mấy anh em, có lẽ không chắc không qua nổi. Phương án thứ nhất là thiêu rồi đưa về ngoài Bắc. Nhà tôi cũng có một cái nghĩa trang riêng của họ ngoài đó, là đưa nó về ngoài đó. Mà không thì nhờ xe chở cá về ngoài đó luôn.
có phương án trong đầu ngay tại chỗ luôn. Vì là tôi xác định nó chết chứ không sống được. Tưởng Doanh mất trên đường đi cấp cứu, hai lần tim ngừng đập trong khi đại phẫu, một lần tưởng chết khi bị tràn dịch màng phổi, bốn lần đối diện với tử thần. Gần 4 tháng nằm viện, trải qua hơn 10 cuộc phẫu thuật, truyền hết 80 đơn vị máu tương đương với 20 lít. Một con số khủng từ trước đến nay. Nhưng với tấm lòng cùng với trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và ý chí, nghị lực, tuổi trẻ, tinh thần lạc quan của bệnh nhân đã cùng nhau giành lại sự sống cho chàng trai trẻ. Tức là cả cái dấu hiệu bắt đầu có chuyển biến. Thí dụ như là tình trạng huyết động, mạch huyết áp nó tương đối ổn định dần. Chúng tôi bỏ dần cả cái thứ thuốc mà vận mạch. Rồi cái tình trạng suy gan, suy thận là cũng bắt đầu giảm. Qua được là giống như cũng có một cái phép màu gì đó. Ngoài cái sự mà nỗ lực tận tâm của các bác sĩ, các điều dưỡng, rồi người nhà, rồi từ phía công ty gì nữa, bản thân người bệnh như thế nào, thì đây giống như cũng có một cái gì đó rất là may mắn, cái phép màu nhiệm nào đó. Bệnh nhân rất là nghị lực, mạnh liệt sống, mong muốn sống. Chỉ có cái điều đó mới giúp cho cái vấn đề điều trị nó tốt hơn. Tôi nghĩ là nó là cái nghị lực của nó là khát khao được sống nên là nó mới vượt qua được. Chứ còn không thể buông xuôi được, còn nếu buông xuôi là nó không thể tỉnh dậy được nữa. Hơn một năm đã trôi qua, những cơn đau âm ỉ vẫn còn xuất hiện, nhưng với nỗ lực, sức mạnh của tuổi trẻ cùng với tình thương yêu của gia đình đang giúp Doanh vượt qua khó khăn ban đầu. Mới đầu là nó chỉ ngồi được có 10-15 phút là nó phải đứng dậy, nó lại vào nó nằm. Lại bế, cứ bế liên tục từ giường xuống xe rồi lại ấy. Những cái ghế cứng cứng đâu nằm được. Đây này. Cái ghế này là để ngồi ăn cơm, mềm mới ngồi được. Cái ghế tắm thì lại riêng, lại đệm, cũng một đệm riêng. Nhiều khi giờ ấy nó đau quằn quại thì bắt đầu lại đấm mẹ, trưa đấm, rồi chiều mẹ cũng đấm. Thì tôi đi làm ban ngày thì trưa chiều mẹ đấm, rồi đêm lại vào đấm, rồi sáng cũng đấm. Nó bảo sáng đã đấm ngủ đã lắm. Về nhà thì em nghĩ cố gắng tập từ từ để ấy sau này giúp được cái gì cho bố mẹ giúp. Tai nạn lao động ập đến cướp đi một phần cơ thể, một phần sức trẻ của Doanh. Những ước mơ còn dang dở nhưng không đồng nghĩa là đặt dấu chấm hết. Ngày ngày, Doanh vẫn tự mình tập đi nạn, tự mình ngồi lên xe lăn để đi dù rất khó khăn. Nhưng chúng tôi tin rằng với ý chí, nghị lực muốn được sống của chàng trai này thì thời gian sẽ lấp đầy những khiếm khuyết trên cơ thể và một tương lai mới đang chờ Doanh.